Quý vị đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết của truyền hình Nhân dân. Thưa quý vị, mặc dù không khí đã suy yếu và lệch về phía đông, nhưng nó vẫn bao trùm toàn bộ các tỉnh thành Bắc Bộ, khiến cho trên khu vực lúc này vẫn duy trì trạng thái nhiều mây, sương mù, che phủ dày đặc tại các tỉnh vùng núi. Nhiệt độ ngoài trời hiện đang khá thấp tại thủ đô Hà Nội cũng như vùng đồng bằng. Nhiệt độ chỉ trong khoảng từ 17 tới 18 độ. Các tỉnh Trung Du và vùng núi phía Bắc nhiệt độ trong khoảng từ 14 tới 16 độ. Trong ngày hôm nay, khối không khí lạnh tiếp tục suy yếu hơn, cộng thêm trưa và chiều trời mỏng mây, đôi lúc hửng nắng nhẹ, nên nhiệt độ trưa chiều nay sẽ tăng lên ở ngưỡng từ 21 cho tới 24 độ. Với miền Trung, trong ngày hôm nay, cả hai hình thế gây mưa lớn là khối không khí lạnh tầng thấp và nhiễu động gió đông ở các mực khí quyển trên cao đồng loạt yếu đi, vì thế mưa ở miền Trung tiếp tục giảm hơn. Dự báo từ Hà Tĩnh trở vào cho tới Khánh Hòa chỉ còn có mưa rào và dông rải rác. Trong đó thì ở khu vực từ Quảng Bình trở vào cho tới Quảng Ngãi, cục bộ vẫn có mưa vừa và mưa to. Dự báo nhiệt độ trong ngày hôm nay ở khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh sẽ dao động từ 21 đến 24 độ. Khu vực từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi nhiệt độ từ 23 đến 26 độ. Còn với các tỉnh từ Bình Định xuống đến Bình Thuận, nhiệt độ trong khoảng 27 đến 31 độ. Nhiễu động gió đông suy yếu cũng khiến cho mưa ở Tây Nguyên giảm hơn. Dự báo trong ngày hôm nay, khu vực này chỉ còn có mưa và mưa rào nhẹ rải rác ở phía đông. Nền nhiệt trong chiều nay ở hầu hết vùng cao nguyên vẫn phổ biến trong khoảng từ 26 đến 29 độ. Còn ở Nam Bộ, hôm nay tiếp tục có nắng từ sáng cho đến chiều. Về chiều tối nay có mưa rào rải rác và có nơi có dông tập trung ở các vùng ven biển. Nhiệt độ cao nhất trong ngày hôm nay ở đây sẽ trong khoảng 30 đến 33 độ. Trên biển, dự báo trong ngày hôm nay ở khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm vùng biển huyện đảo Hoàng Sa, sẽ có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, sóng biển cao từ 3 tới 4 mét khiến cho biển động. Vùng biển từ Quảng Trị đến Thừa Thiên Huế, từ Ninh Thuận đến Cà Mau và phía bắc khu vực giữa Biển Đông, có gió đông bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, sóng biển cao từ 2 tới 4 mét khiến cho biển động. Ngoài ra, ở vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau, từ Cà Mau đến Kiên Giang, Vịnh Thái Lan, khu vực giữa và nam của Biển Đông bao gồm vùng biển huyện đảo Trường Sa vẫn có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh ở mức cấp 7, cấp 8. Và sau đây là dự báo thời tiết trong 3 ngày tại các khu vực trên cả nước.